Hi, xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Bên cạnh Duy đây là một cả chiếc xe SUV full size 7 chỗ, nhưng đó không phải là chiếc xe GLS 450 các bạn, mà là chiếc xe EQS 500 SUV. Và hai cái chiếc xe này sẽ đại diện cho hai cái nền tảng. Một chiếc xe là GLS 450 thì đại diện cho một cái nền tảng là xe xăng truyền thống các bạn, và EQS 500 SUV là một cái chiếc xe thuần điện 100%. Và hai cái chiếc xe này đều là hai cái chiếc xe full size 7 chỗ lớn nhất nhà Mercedes-Benz. Và Duy thấy là với chiếc xe EQS 500 SUV này, hầu như là tất cả mọi thứ đều vượt trội hơn hẳn và mới hơn hẳn so với lại cái chiếc xe GLS 450. Nhưng tại sao chiếc xe EQS 500 SUV này có một cái doanh số bán rất là khiêm tốn, phải nói là không nhiều ở tại thị trường Việt Nam đó. Và Duy thấy là với cái chiếc xe EQS 500 này, các bạn là sử dụng hầu như những cái công nghệ gì tiên tiến và mới nhất của Mercedes-Benz hiện tại đều được tích hợp trên EQS 500 SUV này. Và đối với EQS 500 SUV này có một cái sức mạnh thật sự các bạn nha, vượt trội hơn rất rất là nhiều so với lại cái chiếc xe GLS 450. Và điển hình là với cái động cơ, với hai cái động cơ điện được trang bị trên cái xe EQS 500 SUV này cho một cái công suất hơn 500 mã lực. Thì với 500 mã lực này thì các bạn chỉ thấy được trên những cái dòng xe 8 máy ha, hoặc là những cái dòng xe sử dụng động cơ rất là lớn của Mercedes-Benz, và hầu như là chúng ta phải trả một cái số tiền rất là nhiều, chẳng hạn như là chiếc xe G63 AMG với mức giá là 12 tỷ đồng, 13 tỷ đồng thì chúng ta mới sở hữu một cái sức mạnh trên 500 mã lực như chiếc xe EQS 500 SUV này. Và thực sự các anh chị các bạn nào là một người thích lái xe và một người yêu thích những cái công nghệ mới trên những cái dòng xe của Mercedes-Benz thì chiếc xe EQS 500 SUV này thì không thể nào bỏ qua được rồi. Và với chiếc xe EQS 500 SUV này, và hầu như là Duy bán được chủ yếu là cho các anh chị khách hàng đã từng sử dụng rất là nhiều những cái chiếc xe Mercedes-Benz trước đây rồi và mong muốn là sở hữu cái chiếc xe EQS 500 SUV này, là một cái chiếc xe sở hữu một công nghệ mới và có một cái phong cách lái mới khác hẳn hoàn toàn so với lại những cái chiếc xe trước đây. Và đối với chiếc xe EQS 500 SUV, bên cạnh Duy ngày hôm nay đây là cái phiên bản V1, phiên bản 2024 vừa mới có mặt tại showroom Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng bên Duy. Và với cái chiếc xe EQS 500 SUV phiên bản 2024, phiên bản V1 này thì nó sẽ được option thêm một vài những cái trang thiết bị. Và bây giờ Duy sẽ mời các bạn cùng Duy xem thật kỹ các chiếc xe EQS 500 SUV này, xem nó sẽ đẹp và xem nó tuyệt vời như thế nào. Ok các bạn, EQS 500 SUV phiên bản V1 2024 này có mức giá bán là 5 tỷ 099 triệu, có nghĩa là mắc hơn 100 triệu so với lại phiên bản V0. Và phần đầu xe cũng như là thiết kế toàn bộ ở bên ngoài của phiên bản V1 này y chang với phiên bản V0, bạn không khác bất kỳ cái gì hết ha. Về phần đầu xe thì đây là một cái thiết kế đặc trưng của những cái mẫu xe điện ha. Và các bạn sẽ thấy là lưới tản nhiệt bây giờ là dạng mặt bích ha, để giảm cái hệ số cản gió, cũng như là đèn pha của chiếc xe EQS 500 SUV này, đây là đèn pha Digital Light với 1,3 triệu điểm ảnh ở bên trong của bóng đèn, giúp cho cái đèn pha của chúng ta ha hoạt động cực kỳ thông minh và có thể là chiếu xa lên đến là 650m. Đây là hệ thống đèn pha tiên tiến bậc nhất của Mercedes-Benz hiện tại bây giờ. Đó, cũng như là về phần đầu xe thì các bạn sẽ thấy ở đây có một cái camera, đồng nghĩa với là EQS 500 SUV của chúng ta có hệ thống camera 360 độ dạng 3D và có một cái tính năng là Transparent Bonnet, một cái tính năng cabo trong suốt giúp cho chiếc xe của chúng ta đi qua những cái đoạn hình gồ ghề và chúng ta có thể là quan sát được ở phía dưới gầm xe ha. Tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy là về phần đầu xe của EQS 500 SUV được thiết kế rất là thể thao, bởi vì là xe của chúng ta được trang bị cái body kit của AMG, cho nên các bạn sẽ thấy ở cái khu vực cản gió ở phía dưới là các bạn có nhiều cái hốc lòi qua lõm ha, giúp cho chiếc xe của chúng ta nó cá tính hơn rất là nhiều ha. Tiếp theo các bạn sẽ thấy là hai cái cụm đèn pha của chúng ta được nối liền với một thanh LED. Đây cũng là một điểm đặc trưng của những cái mẫu xe điện của Mercedes-Benz gần đây. EQS 500 SUV của chúng ta sử dụng một bộ mâm đến từ nhà AMG và kích thước lớp là 275/45R21. Mâm của chúng ta là mâm 21 inch, đi kèm với cái bộ mâm này là lớp xe Goodyear và đây là một cái lớp cách âm các bạn nha. Lớp cách âm thì giúp cho các chiếc xe EQS 500 này khi mà vận hành trên đường ha, ngoài cái tiếng ha rất là êm từ cái động cơ điện thì các chiếc xe này nó còn cách âm từ mặt đường lên cực kỳ tốt luôn các bạn ha. Và với bánh sau của chúng ta có cùng kích thước với bánh trước, EQS 500 SUV có thể đánh lái ở bánh sau lên đến góc lái 10 độ, giúp cho một cái chiếc xe dài hơn 5m4 này di chuyển rất là dễ dàng trong những cái phạm vi hẹp ở thành phố Hồ Chí Minh ha. EQS 500 của chúng ta sử dụng một tay nắm cửa giãn ẩn, đây là một cái thiết kế mới ha, giúp cho chiếc xe của chúng ta thể thao và cá tính hơn. Đồng thời là EQS 500 SUV sử dụng một cái cụm gương được bắt lên trên cái cửa các bạn, giúp cho cái góc quan sát ở cái vị trí này nó sẽ thoáng hơn khi mà chúng ta lái xe ha.
Và đây là một cái cốp xe rất là rộng ở phía sau của EQS 500 SUV, với điều kiện là chúng ta sẽ gặp cái hàng ghế sau cùng lại ha. Đó, và bên trong này hiện tại các bạn thấy đang có rất là nhiều những cái đồ, bởi vì là Duy không ngờ là cái chiếc xe EQS 500 SUV này được trang bị nhiều cái phụ kiện như thế các bạn. Ở đây thì chúng ta sẽ có hai cái tai nghe để giải trí cho hai cái màn hình ở phía sau ha. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ có một cái máy tính bảng. Đây là một cái chi tiết vừa được cập nhật trên cái phiên bản V1 ha. Duy sẽ để ở đây. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ có là một cái sợi dây sạc á. Thì sợi dây sạc này nó sử dụng trong những cái trường hợp là khi mà xe của chúng ta sử dụng những cái chạm sạc không cộng các bạn. Đó, nó sẽ không có cái chuẩn sạc theo xe của chúng ta, thì chúng ta sẽ sử dụng cái sợi dây sạc này á để sạc cho cái xe chúng ta. Đó, cũng như là chúng ta sẽ có một cái túi để chúng ta để cái sợi dây sạc này. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ có một cái bộ thảm ha, nằm ở đây. Duy sẽ để bên cạnh này ha. Tiếp theo nữa thì xe của chúng ta còn được trang bị một cái bộ để vá xe ha, bơm điện cũng như là keo vá lốp. Đó. Các bạn sẽ thấy ở đây sẽ có hai cái gói cho cái hàng ghế ở phía sau nè các bạn, trong những cái trường hợp mà chúng ta di chuyển đoạn đường dài ha, thì cái gói này nó cũng cực kỳ hữu ích ha, nó giúp cho xe chúng ta ha kê ở cái lưng của chúng ta ha, rất là tuyệt vời. Còn đây là các bạn sẽ thấy là có một cái lọ nước hoa ha, bởi vì xe của chúng ta được trang bị hệ thống là xịt nước hoa thông minh ha, E3 lần. Còn ở đây là sách hướng dẫn sử dụng được để trong một cái visa ha. Và Duy nghĩ là hầu như các anh chị khách hàng mua cái chiếc xe EQS 500 SUV này thì rất là hiếm khi sử dụng cái hàng ghế ở sau cùng ha. Và thông thường là chúng ta sẽ gặp lại là chính để chúng ta để được nhiều hơn, nhiều đồ hơn trong những cái trường hợp cần thiết ha, những cái trường hợp mà di chuyển. Duy nghĩ là với hàng ghế sau thì chủ yếu là di chuyển ở phạm vi ngắn thôi đó, chứ cái hàng ghế ở phía sau thật sự nó không quá rộng rãi đâu các bạn. Chủ yếu cách gì khách hàng mua cái chiếc xe này sử dụng là 5 chỗ là chính, và hầu như khách hàng thích một cái chiếc xe các bạn SUV nó phải thật là to, thật là rộng ha, nhìn nó hầm hố và cá tính hơn ha, rất ít khi sử dụng cái hàng ghế ở sau cùng. Ở đây chúng ta sẽ có hai cái nút để gặp cái hàng ghế thứ hai là các bạn nha. Bây giờ gì sẽ gặp lại cho các bạn xem. Và riêng hàng ghế thứ ba thì chúng ta sẽ gặp bằng tay các bạn. Đây là một cái chi tiết mà Duy thấy là nếu mà được trang bị thêm bằng điện nữa thì nó sẽ tuyệt vời hơn ở hàng ghế số 3 ha các bạn. Đó, bởi vì thật sự ở cái hàng ghế số 3 Duy thấy là ít khi các anh chị khách hàng sử dụng, cho nên đây cũng là lý do mà Mercedes-Benz EQS 500 SUV này thì chỉ được trang bị cái hàng ghế gặp điện ở hàng ghế thứ hai thôi, và hàng ghế thứ ba thì chúng ta sẽ phải gặp bằng cơ ha. Và bây giờ Duy đã ngồi được bên trong khoang nội thất của chiếc xe EQS 500 SUV này rồi. Một cái không gian tràn ngập công nghệ và tương lai các bạn nha. Một siêu màn hình Hyper Screen, màn hình của chúng ta được kéo dài từ cái khu vực vô lăng các bạn sang tận cái hàng ghế bên phụ luôn. Và chúng ta có tổng cộng một ba cái màn hình các bạn ha. Một cái màn hình tablo nè, một cái màn hình giải trí nè, và một cái hàng màn hình giải trí cho người bên cạnh ha. Chỉ cần khi mà Duy đang lái xe các bạn mà Duy liếc mắt nhìn qua cái khu vực màn hình này ha, thì tự động ở trên này nó sẽ có một cái cảm biến ha, xe không cho Duy nhìn cái màn hình này, và tự động cái màn hình này sẽ được tắt đi ha, để tránh cho Duy sao lãng khi mà Duy lái xe ha, rất là hay các bạn nha. Đó, và màn hình của chúng ta được thiết kế bắt cong ha, bo tròn ha, nhìn nó rất là hiện đại luôn các bạn, và cực kỳ rõ nét luôn. Đây là màn hình OLED các bạn nha. OLED là các bạn biết rồi, khi mà chúng ta đi ở dưới trời nắng này nọ thì nó vẫn cho một cái hiển thị nó rất là rõ ràng và rất là chi tiết. Đó, màn hình của chúng ta thì rất là to, và chưa bao giờ thấy một cái chiếc xe nào có một cái màn hình đẹp và hiện đại như thế này ha. Và hình dung khi mà chúng ta lái cái chiếc xe này ban đêm ở đường phố Sài Gòn á, thì cái chiếc xe của chúng ta nó rất là cảm xúc các bạn ha. Đó, tiếp theo nữa thì ngoài những cái không gian cảm xúc và hiện đại như thế này thì chắc chắn cái EQS 500 SUV của chúng ta còn trang bị hàng loạt những cái công nghệ hỗ trợ cho người lái ha. Điển hình là cái gói B20, đây là cái gói hỗ trợ lái cao cấp nhất của Mercedes-Benz hiện tại bây giờ. Chiếc xe của chúng ta thì có cái hệ thống là giữ khoảng cách Disunit nè, hệ thống cảnh báo điểm mù chủ động nè, hệ thống cảnh báo lệch làn đường chủ động nè, cũng như là hệ thống đề phòng va chạm chủ động nha. Những cái hệ thống đó thì lúc nào nó cũng hoạt động một cách đồng bộ với nhau, giúp cho cái người lái của chúng ta an toàn hơn và nhàn hơn khi mà chúng ta lái xe ở trên những cái đoạn đường trường, những cái đoạn đường cao tốc ha. Và với cái gói B20 này thì thực sự chỉ có trên những cái mẫu xe gọi là rất là cao cấp của Mercedes-Benz, như là những cái dòng xe cuối bảng như là C300, GLC300, dòng xe S-Class, S-Maybach cũng như là EQS, EQS 500 SUV này ha, rất là tuyệt vời các bạn nha. Ngoài những cái không gian ha rất là hiện đại, rất là sang trọng như thế này thì xe của chúng ta còn được trang bị một hệ thống âm thanh gồm Boommaster 15 loa công suất là 710W. Và với cái hệ thống âm thanh này nó còn kết hợp với cái tính năng Power Snap hoặc là những cái tính năng Energizing Comfort, giúp cho chúng ta có những cái
cái thời gian chúng ta thư giãn và giải trí trên xe thật sự rất là tuyệt vời ha. Tính năng Energizing Comfort này các bạn thì đây là một cái tính năng làm cho chúng ta sẽ thoải mái hơn. Các bạn hình dung là trong một ngày chúng ta làm việc rất là mệt nhọc đi, chúng ta sẽ buổi tối trở về nhà trên cái chiếc xe của chúng ta ha, EQS 500 SUV này, thì chúng ta sử dụng cái tính năng Energizing Comfort này, nó sẽ kết hợp với lại hệ thống xịt nước hoa nè, máy lạnh nè, massage nè, âm thanh nè, những cái đèn viền nội thất nó sẽ kết hợp với nhau làm một cái hiệu ứng ha, giúp cho chúng ta thoải mái nhất cũng như là chúng ta có thể là tùy chọn phù hợp với những cái tâm trạng của chúng ta. Ngày hôm đó chúng ta muốn là không gian của chiếc xe này nó thật là nhẹ nhàng và sâu lắng thì chúng ta có thể là chọn ha cái chế độ nhẹ nhàng và sâu lắng thôi. Còn chúng ta ngày hôm đó chúng ta muốn cảm thấy là sôi động và phấn khích ha thì chúng ta có thể là chọn cái chế độ sôi nổi hơn ha. Đây là những cái chiếc xe mà thật sự gọi là rất là cảm xúc luôn các bạn nha. Như nghĩ là các anh chị các bạn nên đến showroom Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng và tận tay ngồi lên cái chiếc xe EQS 500 SUV này thì chúng ta mới thấy được cái điều đó. Tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy ở trên cái khu vực táp lô có một cái máy chiếu rất là lớn. Thì xe của chúng ta còn được trang bị hệ thống hiển thị thông tin trên kính chắn gió, head up display, và với cái option này thì vừa được nâng cấp trên cả phiên bản V1 phiên bản 2024 này. Ok. Bây giờ Di sẽ đi ra khoang phía sau của chiếc xe EQS 500 SUV để trải nghiệm không gian phía sau cho các bạn xem ha. Bởi vì đây là một cái chiếc xe full size 7 chỗ nhưng mà trong trường hợp này Di chỉ có sử dụng là 5 chỗ ngồi thôi và hàng ghế phía sau Di gập lại và lùi hết cái ghế này ra phía sau cùng. Thì các bạn biết rồi, cho nên là cái không gian này nó cực kỳ rộng rãi và rất là thoải mái ha các bạn. Và đây là điều mà cũng hầu như là các khách hàng đều thích ha, là hầu như chỉ sử dụng tới 5 chỗ là chính thôi. Đó, và với cái chiếc xe EQS 500 SUV, một chiếc xe thuần điện 100% này, cho nên là có những cái điều mà nó sẽ làm được mà các chiếc xe xăng của chúng ta không thể nào làm được các bạn. Đó là chúng ta có thể là mở máy lạnh trước khi chúng ta lên trên xe. Đó, ví dụ như một ngày chúng ta đi làm việc, bạn cứ 5 giờ chiều ha, chúng ta đi về thì chúng ta có thể là cài đặt thời gian mà mở máy lạnh của chiếc xe ha. Ví dụ như là 4 giờ 55 phút ha, là xe của chúng ta đã mở máy lạnh rồi. Đó, thì khi mà chúng ta bước ra tới xe các bạn thì xe nó đã rất là mát mẻ rồi ha. Đây là một cái điều mà trên cái chiếc xe xăng không thể nào làm được. Và cũng như là có một cái tính năng rất là vui, đó là cái tính năng giúp cho chúng ta ngủ trưa trên xe luôn các bạn. Đó, và khi mà chúng ta chọn vào tính năng Power Strap, tính năng ngủ trưa đó thì những cái hai ghế này chúng ta nó sẽ được ngã xuống rất là nhiều. Đó, cũng như là nếu mà cửa sổ trời chưa đóng các bạn thì nó sẽ đóng cửa sổ trời nè, rồi nó sẽ mở âm nhạc du dương cũng như là những cái đèn viền nội thất này nọ, nó cũng sẽ làm cho chúng ta cảm thấy thoải mái và chúng ta có một cái buổi nghỉ trưa nó cũng sẽ đặc biệt hơn ha, khác hơn so với những cái chiếc xe xăng mà không thể nào làm được. Ở phía sau này thì chúng ta có cái hệ thống để chúng ta điều chỉnh cái máy lạnh riêng nè cho từng vùng nè ha. Đó, cũng như là đối với cái hàng ghế phía sau này chúng ta còn được trang bị một cái chỗ tựa tay và có một cái máy tính bảng vừa rồi Di đã giới thiệu cho các bạn rồi. Bên trong này thì chúng ta sẽ có một cái chỗ sạc điện thoại không dây ở phía sau cũng như là phía trước ha. Đây cũng là một cái tính năng vừa được cập nhật trên cái phiên bản V1 này ha. Đó, còn lại thì đối với cái hàng ghế ở phía sau này thì không còn gì để chê gỡ bạn, nó cực kỳ rộng rãi và cực kỳ thoải mái luôn ha. Đó, thật sự ha, các anh chị mà chọn cái chiếc xe EQS 500 SUV này thì phải nói là các anh chị rất là biết cách chọn xe luôn các bạn ha, rất là biết cách chọn xe luôn. Đó, và với cái chiếc xe EQS 500 SUV này có một mức giá 5.099 triệu thôi và được hỗ trợ thuế 100% thuế trước bạ luôn, cho nên là cho dù cái chiếc xe GLS 450 nó có được giảm giá như thế nào đi chăng nữa ha các bạn thì nó cũng giá nó không có tốt bằng cái chiếc xe EQS 500 SUV này. Và chiếc xe EQS 500 SUV một lần nữa nhấn mạnh lại các bạn ha, chiếc xe này hầu như tất cả mọi thứ đều vượt trội hơn so với lại cái chiếc xe GLS 450. Đó, mà Di không hiểu tại sao đa phần các anh chị đều chọn là GLS 450. Ví dụ như 10 anh chị khách hàng thì đã 8 anh chị khách hàng đã chọn GLS 450 rồi, và chỉ có 2 anh chị khách hàng ha, một số ít đó, chọn chiếc xe EQS 500 SUV này thôi. Ok, bây giờ Di sẽ giới thiệu cho các bạn cái phần động cơ cũng như là cái quãng đường và cái cách sạc pin cho cái chiếc xe EQS 500 SUV này như thế nào nha. Và EQS 500 SUV của chúng ta là một cái chiếc xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ và chung với lại nhà máy của chiếc xe sản xuất cái chiếc xe GLS 450 các bạn nha. Và chính xác là công suất của chiếc xe EQS 500 SUV này lên đến là 330 kW, tương đương với khoảng là 442 mã lực, và giúp cho các chiếc xe EQS
EQS 500 SUV này tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ mất 5,2 giây và moment xoắn lên đến là 828 Nm. Đây là một thông số thực sự rất là ấn tượng và hầu như là có thể nói là đây là một cái chiếc siêu xe SUV luôn các bạn nha. Đó và dung lượng pin của chiếc xe EQS 500 SUV này là 108 kWh và một lần sạc pin có thể được di chuyển từ 500 đến 600 km, và trong tương lai gần và chính xác là năm 2025 này, tất cả những cái đại lý ủy quyền của Mercedes-Benz trên toàn quốc đều phải trang bị cái chạm sạc DC hay còn gọi là chạm sạc nhanh, cho nên chúng ta chỉ mất là nửa tiếng thôi là chúng ta có thể là sạc đầy pin cho chiếc xe EQS 500 SUV này rồi. Cho nên là cái quãng đường mà chúng ta có thể là di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đến Nha Trang, từ Nha Trang ra Đà Nẵng, từ Đà Nẵng ra thành phố Nghệ An, cũng như là từ Nghệ An đi ra Hà Nội luôn các bạn nha, rất là tiện lợi. Đó, và tương lai có thể là chiếc xe EQS 500 SUV này là một cái chiếc xe thật sự rất là hot, bởi vì cái điều quan tâm và đáng e ngại nhất của các anh chị khách hàng chỉ là cái chạm sạc cho cái chiếc xe này thôi các bạn. Và năm 2025 chắc chắn bài toán này sẽ được giải quyết ha. Để biết thêm chi tiết về chiếc xe EQS 500 SUV này cũng như là tất cả những cái mẫu xe khác của Mercedes-Benz thì quý anh chị khách hàng đừng ngần ngại gọi cho Duy qua số điện thoại của Duy là 0914653979. Xin cảm ơn các anh chị các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các anh chị các bạn trong những video tiếp theo.